Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của Xuất Khẩu Hải Dương. Hãy nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những thông tin mới nhất từ kênh. Mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 4 năm 2018, bọn em lại vừa về như chiếc xe trước màn hình chúng ta đây. Đó chính là một mẫu xe Chevrolet Vivante. Người ta cũng có một cái tên khác, đó chính là Vivan. Dòng xe này là một dòng xe 7 chỗ cỡ nhỏ và một dòng xe đi cực kỳ êm và một cái dòng xe vô cùng chất lượng, bền bỉ, đã được diễn viên ca sĩ Danh Hải Hoài Ninh đã sử dụng chiếc xe này để đuổi một chiếc Ford Ranger ở trong một bộ phim gì đó em đã từng xem qua rồi. Đây là một chiếc xe các bác có thể nhìn thấy được là nó cái phần đầu của chiếc xe này nó thiết kế kiểu dạng như là đầu con cá chê. Nhìn nói chung là cũng có một cái điểm riêng của nó. Và đây là chiếc xe đời khá là cao 2010 mà rất là hiếm những chiếc xe đời 2010 như thế này là đã được bán trên thị trường, mà đa số là những chiếc xe đời 2006, 2007, 2008 mà thôi. Các bác có thể thấy được là vì là chiếc xe đời khá là cao và là một chiếc xe gia đình 100% cho nên là chiếc xe sơn zin còn khá là nhiều và nó hoàn toàn là một chiếc xe hoàn toàn em càng được khẳng định với tất cả các bác là không đâm đụng, không ngập nước. Tí nữa em sẽ quay đến phần chi tiết thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lướt qua một vòng cái thân vỏ chiếc xe để chúng ta có thể nhìn qua được về chi tiết chiếc xe này nhất. Và bọn em sẽ bán với chiếc xe này với cái mức giá là 205 triệu đồng, bao rút hồ sơ cho các bác và miễn mặc cả nha các bác nhé. Em không trả giá mà không bớt được nhiều đâu. Chiếc xe này là thân vỏ thì dày nhưng mà lại không bao có bản matit, nhưng mà ấn không lõm nhưng mà nó toàn là tôn và sơn zin của nó là vẫn còn 100%. Không phải là nói gì đâu nhưng mà cái thân vỏ của bọn này là khá là cứng cáp của Chevrolet thì các bác biết rồi. Chúng ta sẽ đi đến về trong nội thất của chiếc xe này. Về đời 2010 này thì nó cũng giống như 2007, 2008 mà thôi, nó cũng không có những cái chức năng gì nó thay đổi nhiều. Phần điều khiển trung tâm xe vẫn có điều hòa và màn hình VCD. Vô lăng vẫn là vô lăng 4 chấu đối với phiên bản đủ là có tư khí. Phiên bản đủ này thì nó đây là một chiếc xe hoàn toàn không chạy taxi, không chạy dịch vụ. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó tầm khoảng 9 lít. 89 đến 10 lít, dao động tầm khoảng 3 con số đó. Và động cơ chiếc xe này là 2.0. Cũng tương tự như một chiếc Innova. Và chiếc xe này là chạy 12 vạn chuẩn và rất là nhiều đồ đạc nó gần như là khá là nuột. Thấy là bàn đạp côn phanh thì hẳn còn rất là mới và củ số. Cái phần ghế da của dòng Vivante này thì nó hoàn toàn là ghế da xịn của nó, như các bác có thể nhìn thấy được là 7 năm sử dụng nó chỉ dạn đi mà thôi, nó gần như là không có vết rách gì cả, rất là khó rách đối với cái da xịn này. Dòng xe này chạy rất là êm ái. Hàng ghế sau của nó vẫn là còn da xịn tất cả mọi thứ. Đây là có một bệ tì tay, khi chúng ta đi đường dài mà chúng ta tị vào thì rất là thoải mái. Ở trên này sẽ có một cái khay để chúng ta có thể động để đựng nước, đựng cái cốc nước, và đây sẽ có một cái vừa để tì tay này, vừa cũng là để cốc nước bên trong. Đối với hàng ghế sau thì hoàn toàn là gần như là không ai ngồi mấy đâu, bởi vì dòng xe này hàng ghế sau nó khá là chật chội, đa số là chỉ dùng đi 5 người là chủ yếu, hàng ghế sau cùng là chỉ có trẻ con ngồi thôi, còn hoặc là chúng ta thì gặp lại để đồ thôi, chứ còn người lớn ngồi là gần như là không ngồi được, rất là bức bối. Và các bác nhìn đây là tắp ni cánh bên lái, và đồng thời sẽ quay cho các bác theo chị đây. Một con xe đời khá là cao cho nên các bác nhìn cái chốt cửa của nó hắn còn rất là xanh xao. Ở bên trong một nề cái bên lái của nó và dầu chấm nhận sản xuất, cánh cửa vẫn còn hoàn toàn zin, bản nề tất cả mọi thứ là chưa tháo ra bao giờ. Ở cái dòng này thì chúng ta không thể nào mà so đến mọt được, bởi vì 100% nó không thể nào mọt được đối với mẫu xe Vivante này, bởi vì tôn này rất là cứng. Đây là cánh sau bên lái nhé, hoàn toàn là keo chỉ zin hết 100% các bác nhé, zin 100% xe.
đồ nhựa thì rất là mới. Các bạn nhìn ốc quản nề nhé, chưa ra một cái gì nữa nhé. Cái bọ này thì rất là dễ để chúng ta có thể kiểm soát. Sẽ trang bị cho mình camera lùi này các bác nhé, camera lùi. Đây là phía sau xe thì cái này rất là chúng ta khó nhìn để có đâm đụng hay không, nhưng khẳng định các bác là không nhìn được vì cái đèn này nó che mất cái này rồi, nhưng mà vẫn khẳng định với các bác là không đâm đụng. Ở đây nó cũng có theo chị đây sau. Đi nhanh để kết thúc sớm video clip. Sẽ quay bán trực tiếp. Dòng này em bán khá là nhiều rồi, cho nên là em cũng chức năng của xe thì em giới thiệu khá là nhiều rồi. Những con ốc này hoàn toàn là chưa ra này. Cái ốc này nếu mà ra cái cốp này của nó thì nó sẽ có cái hiện trạng này ngay. Hàng ghế sau này chúng ta có thể hoàn toàn là cho gập xuống được để chúng ta có thể để đồ nhá. Đúng với hàng ghế sau. Đó. Cái bọn này thì cái lốp dự phòng nó ở dưới đây. Chúng ta phải nhấc cái này lên thôi. Chưa biết nhắc cái đoạn nào. Ở đây. Các bác nhìn đây là lốp dự phòng trên. Hoàn toàn là zin nguyên bản nha các bác nhé. Không có chưa có dán cái gì cả. Tất cả một thứ nguyên bản này. Tôn tiếp của bọn này thì gần như vẫn nguyên bản, không mà chúng ta phải lăn tăn gì về phần sơ cua. Đây, hai cái máng này hơi gì đấy. Chevrolet Vivan Vivan chạy rất êm. Nồ đồng của đá phá không hỏng. Cho chị cái linh phụ này các bác nhé. Tính cái đoạn này của nó là thưa các bác là không phải là nó mất đâu nhé. Không phải nó mất đâu, nhà sản xuất nó bôi như vậy nhé. Có nhiều con xe nó bôi cái cách đoạn nhé. Chevrolet Vivante. Nồi đồng cùi đá phá không hỏng. Những cái điểm chính. À con này con nó nắp trầm rồi. Thả lỏng nghe nhạc hay, rất là hay. Bên trong Chevrolet Vivante. Nồi đồng cùi đá phá không hỏng. Đây cái cửa bên phụ đây các bạn. Chờ chị có bắt đầu đây. Đây là một hiện tượng của va nhẹ. Cái này là kiểu dạng như là bị cái gì nó quệt vào đây chứ. Bắt đầu là nó lõm lại một tí. Phát hiện ra một tí thì va nhẹ nhẹ chỗ đấy. Nói chung là cũng gần như là hết xe rồi, cũng chả có cái gì. Chúng ta có thể quay nữa. Một mẫu xe rất là dễ sử dụng, đời cao. À, cái bọn này được cái na răng rất là đẹp nhé. Na răng kiểu dạng này rất đẹp. Và chìa khóa vẫn là hoàn toàn chìa khóa nguyên bản hai cái nhé. Chúng ta đóng mở chìa khóa có chế độ gập dương. Đấy. Gập gương luôn, các bác thấy không? Mở ra này. Đấy.
Con này chạy được mười mấy vạn, hình như 12 vạn đấy. Chính xác 12 vạn. Em mời quý vị các bạn cùng đề lên để nghe từ máy và cho anh em có thể xem cái khoang máy luôn. Đề phát nổ luôn. À con này máy được cái con zin cơ mà. Hiện tại là máy đang hoạt động rồi các bác nhá, nổ rất là êm. Các bác có thể nhìn thấy được máy zin này. Chưa tháo ốc. Đối với dòng Vivantin ở chỗ này rất là hay ẩm dầu. Bởi vì cái mặt máy của bọn này bằng nhựa, nó không phải bằng gang. Đấy. Cho nên là rất hay ẩm dầu. Bởi vì nó có ốc đây vặn, chúng ta vặn siết chặt vào nó cũng không ép được chặt vào. Cho nên là nó sẽ bị ấy, sẽ bị ẩm dầu. Các bác nhìn dòng để đây. Dầu bắn tới em nhưng mà không có hơi thừa. Các bác nổ ra nghe. Nổ đã nghe tiếng máy của nó ngon nào. Đấy, rất cao máy còn zin. Các chị capo. Nô đồng của đá khóa không ạ? Còn hơn 200 triệu này bằng giá bọn VSG 24-25 tội gì. Rất là nhiều những sự lựa chọn rất là cao, dòng xe rất là chất lượng. Rất sẵn sàng đây. Còn số máy thì nó trên góc rồi đấy. Đó Chevrolet Vivante nồi đồng cuối đá phá không hỏng đây thưa các bác. Em xin nhắc lại tổng thành chi tiết của mẫu xe này, đó chính là Chevrolet Captiva, Chevrolet Vivante, có một tên khác gọi là Chevrolet Vivant, được sản xuất năm 2010 với phiên bản đủ số sàn. Em sẽ bán với mức giá 205 triệu bao rút hồ sơ. Các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ em theo số điện thoại 0966 668 121. Em là Phạm Minh, ô tô cũ Hải Dương. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip lần sau. Xin trân trọng cảm ơn. Và hiện tại thì nhà em là trắng bạc rồi. À vẫn còn có ken chai mới có vai ớt thôi. Có nghĩa là gần như là trắng bạc. Hết xe rồi. Mà hôm chỗ này dựng mười mấy 20 con nhưng mà gặp lại hết rồi. Anh em có nhu cầu bán xe thì hãy liên hệ em theo số điện thoại nhé. Em vẫn mua 24/24. Vâng, em lại đánh xe chỗ dâm đây. Xin chào các bác nhá.